kìa, anh Tùng, lẽ nào cuộc sống như vậy của anh lại thích hợp hơn ở văn phòng công ty Mỹ Phượng hay sao? Ở đây không phải là công ty, mà anh cũng không phải là nhân viên của Phượng đâu. Anh Tùng, đã 2 tháng rồi, 2 tháng vất vả để chạy lo từng chén cơm manh áo, anh vẫn không hối hận về quyết định thôi việc của mình sao? Bộ tình yêu của em làm cho tâm hồn anh dơ bẩn lắm hay sao mà anh khinh bỉ tình yêu của em đến như vậy?
tình yêu của em. Nhưng em tin có ngày em sẽ chiếm hữu được anh. Chào anh. Chào ông thợ sửa xe. Coi kìa, anh thù ghét em đến vậy sao? Vậy tại sao? Tại sao anh không muốn trò chuyện với em? Vậy thì em là kẻ qua đường, muốn nhờ anh sửa hộ chiếc xe nè, có được không? Không có hư hại gì à? Vậy thì rồi, bây giờ thì có rồi đó. Anh sửa xe lại cho em đi. Ơ, hay là anh cũng không muốn sửa xe? Nếu vậy thì lạ quá. Đã xem nhau như kẻ lạ qua đường, không biết cũng không quen, sao còn thái độ thù ghét yêu thương như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nè, hay là anh để lòng lo ngại, sửa xe rồi em sẽ bỏ chạy. Vì không có tiền để trả cho anh nên anh mới ngập ngừng. Một bà giám đốc giàu sang bước đến vỉa hè để giáng sinh một tình yêu của một chàng giá xe nghèo mà. Thì thử hỏi đó là gì nếu không phải là tình thank you.
chịu đựng có giới hạn. Anh đừng nhẫn tâm mà dâm bừa lên tất cả. Những lời nói kêu căng đạo đức, ánh mắt lạnh lùng miệt thị của anh đã làm cho tình yêu phải cúi đầu ngục chết thê lương. Anh nói đúng, trong tôi giờ chỉ còn là thù hận mà thôi. Thì anh hãy chờ xem người đàn bà rửa hận. Cuộc đời anh sẽ vương lấy khổ đau, về sau hối hận thì thôi muộn mà. Chào anh, tôi về.